Chúng sanh lục đạo đều xem cái thân này là chính mình. Đây là sai lầm. Không thể đột phá cửa ải này. Hết thảy phiền não cũng chẳng thể đoạn nổi. Đây là cửa ải đầu tiên của việc đoạn phiền não. Thần rốt cuộc là gì? Phật nói với chúng ta, hiện nay chúng ta cũng có được sự thể hội một cách tương đối thần không phải ta thân là cái sở hữu của ta giống như quần áo vậy quần áo không phải ta là cái mà ta sở hữu quần áo mặc rách dơ rồi thì thay một chiếc khác thân thể cũng như vậy thân thể lão hóa rồi không sử dụng được nữa thay một cái thân khác Cho nên thân không phải ta Nếu thân là ta Cái thân này diệt rồi Chẳng phải ta cũng không còn sao Điều này nói không thông Ta là không sanh không diệt Thật là ta Chúng ta bắt đó dĩ Phải thêm vào chữ thật này Chân thật là ta Thì không sanh không diệt Chân thật là ta Thì trong sạch Không bị ô nhiễm Huệ Năng Đại Sư Khi khai ngộ Đã nói năm câu Đó mới là thật là ta Vốn tự thanh tịnh Vốn không sanh diệt Vốn tự đầy đủ Vốn không dao động Điều này không thể không biết Cái ta này Chúng ta xem nó như y phục vậy Cũng phải trân trọng Chứ không thể tùy ý chà đạp nó Người nhân luôn yêu thương vạn vật Có được thân này cũng chẳng dễ gì cha mẹ cẩn thận nuôi nó lớn lên chúng ta có được cái thân này phải cảm tạ công ơn dưỡng dục của cha mẹ không có cha mẹ nuôi dưỡng cái thân này làm sao có thể tồn tại cho đến ngày nay chứ Không những cha mẹ có ơn Ngay cả vạn vật cũng có ơn với ta Bạn xem từ chỗ nào mà thế hội Do đó nhà Phật nói báo ơn Phải báo bốn ơn nặng Bốn ơn nặng này Đều có đóng góp Đối với sự sống còn của thân thể ta trên thế gian này Đầu tiên là cha mẹ Thứ hai là Phật Bồ Tát Tức là Lão Sư Có ân đức Giáo dục chúng ta Thứ ba là quốc gia Quốc gia có ơn Đã bảo hộ chúng ta Không có sự bảo vệ Của quốc gia tất cả mọi hoạt động đều không thể an toàn bảo đảm, cho nên quốc gia có ơn lớn thứ tư là ơn của chúng sanh, sự sinh tồn của chúng ta đều phải dựa vào hết thảy mọi chúng sanh nhờ sự chăm sóc và mọi hoạt động kinh doanh của họ mà cơm áo gạo tiền của chúng ta mới được lo liệu đầy đủ thiếu một thứ cũng không được do đó nhà phật biết rằng một hạt gạo của thế chủ lớn như núi tu di mỗi ngày chúng ta ăn cơm một chén cơm có công sức của biết bao người mới thành tựu được chén cơm này mặc chiếc áo này có biết bao tâm lực và sức lực của con người làm sao có thể không cảm ơn được ơn phải cảm tạ cảm tạ người có ơn hết thảy chúng sanh đều là ân nhân đây mới là tận hiểu mới là tôn sư trọng đạo người hiện nay đều không hiểu không có người dạy cho họ tuy không có người dạy nhưng sự việc vẫn như nhau những thứ bạn ăn bạn mặc mỗi ngày có nhiều tiện nghi như vậy có biết bao người đang phục vụ cho bạn chúng ta đều chưa nghĩ đến à. người có tâm cảm ơn người người đều có thể cảm ơn xã hội này liền hài hòa thiên hạ thái bình Đây không phải chuyện nhỏ Cái mộc đời của Phật Đà Từ vườn Lộc Uyển Cho đến nơi hai tầng cây xa la Thì hiện Đại Bác Niết Bàn 49 năm Ngày ngày đều giảng Ngày ngày đều khuyên Nhưng Phạm Phú Lục Đạo Quả thật nghiệp chướng sáu nặng Người chân thật nghe hiểu Chẳng có là bao Nhưng Đức Phật Chẳng bỏ Một người Trong số thánh chúng Có những người là đương cơ Là như thế nào? Đó là chân thật nghe hiểu nghe tường tận y giáo phụng hành tu hành chứng quả còn có số người nghiệp chướng đặc biệt xấu nặng họ nghe không hiểu nghe không hiểu cũng được để họ trồng thiện căn lưu lại chủng tử phật trong á la gia khiến đời sau kiếp sau của họ tăng thêm thượng duyên Đây chính là nói Không một chúng sanh nào Không đắc độ Có người thành tựu ngay hiện tại Có người đời sau kiếp sau Mới thành tựu Hay nói cách khác Nhìn thấy Phật Nghe được Phật Tiếp xúc với Phật Không một ai không thành tựu Cái ân đức này lớn biết dừng nào Niệm Phật một niệm phước sanh vô lượng Lễ Phật một lễ tội diệt hà sa A-di-đà à, Phật Liên đài chờ sẵn Tây Phương Đời ai tỉnh mộng xả ly ta bà Phát tâm niệm Phật di đà Đến khi chung mạng di đà rước đi A-di-đà à, Phật